nhìn cậu có vẻ khỏe hơn rồi đó. Tổng giám đốc bận như vậy cũng có thời gian tới đây thăm một người phản bội công ty như tôi sao? Tôi tới đây hôm nay là muốn hỏi thẳng thắn cậu một lần. Chuyện cậu bán tài liệu cho công ty đối thủ là thật sao? Thật ra là cậu muốn gì? Cậu tiếp cận con bé Hạnh nhà tôi vì mục đích riêng đúng không? Ông nghi ngờ tôi điều gì? Mình vẫn không đủ can đảm để thừa nhận với nó mình là Phi Long. Tôi không có nghi ngờ gì cậu cả. Chỉ là tôi thấy cậu không còn là Duy Nam hiền lành thật thà tốt bụng như trước đây. Nếu tất cả những gì xảy ra là thật và cậu đang có ý định xấu thì tôi mong cậu hãy dừng lại đi. Nếu cậu muốn tiền bạc thì tôi sẽ cung cấp cho cậu. Thiệt là mắc cười. Ông nghĩ ai cũng tham tiền như ông sao? Tính ra ông và bà Phương đâu khác nhau gì nhiều. Chỉ biết lấy tiền ra để giải quyết vấn đề. Thứ mà tôi cần ở đây là sự trả giá của các người. Như vậy mới lấy lại công bằng cho tôi chứ. Vậy thì công bằng của con bé Hạnh nằm ở đâu? Trong khi cậu lợi dụng con bé Hạnh nhà tôi trong việc trả thù của cậu. Nó chỉ là nạn nhân thôi. Vậy thì công bằng của nó ở đâu? Cậu hãy suy nghĩ kỹ những lời tôi nói đi, rồi trả lời tôi sau cũng được. Anh chờ tôi một chút. Có chuyện gì sao? Tôi hỏi anh cái này hơi bị đường đột, nhưng mà tôi muốn hỏi thăm anh một chút. Bao nhiêu năm qua cuộc sống của anh khi ở chung với bà Phương như thế nào? Vì cuộc đời là niềm tin khát khao, vì cuộc đời còn gian khó thăng trầm, ta vươn cao đôi tay ta